một ngày đi bán đất thì sẽ diễn ra như thế nào? Bây giờ là 7 giờ 5 phút tối và các bạn nhìn trời này, mưa khủng khiếp luôn, không cả về được nhà. Hôm nay thì đi tiếp khách, sau đó thì đi đến gần về đến nhà thì bắt đầu là gặp trời mưa. Khách hàng với cả là vợ con ở nhà cứ bảo là đi làm môi giới sướng lắm, ăn ngon mặc đẹp, gọi là lúc nào cũng ngồi văn phòng điều hòa mát lạnh. Đấy, đúng là hôm nay là có trời mưa thì cũng mát hơn bao nhiêu. Nó không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Nói chung là phục vụ một khách hàng mua một cái bất động sản nó trải qua rất nhiều cái quá trình. Đầu tiên sẽ là làm sao để có khách hàng mua đất, đúng không? Và khi khách hàng mua đất quan tâm thì bắt đầu là mình sẽ gặp tư vấn. Và hôm nay là quá trình gặp tư vấn đây. Tư vấn xong thì gặp quả trời mưa ướt hết cả người rồi đấy. Bây giờ ướt hết sạch rồi. Và tiếp theo là gì? Đưa khách hàng lên trên dự án tham quan khảo sát. Và khách hàng thấy phù hợp thì mua. Nhưng mà nhiều khách hàng thấy không phù hợp không mua đâu. Bán lô đất vất vả lắm, không hề đơn giản đâu. Trời bắt đầu là cũng ngất ngớt rồi đấy, chuẩn bị được về rồi. Đợt này thị trường cũng khá là khó khăn, nhưng mà bên mình thì được cái là bán cũng tốt. Đây, đi đâu cũng phải cầm theo sổ đỏ để giới thiệu cho khách xem. Phải cất đi ông trời mưa mất. Các bác mà bảo là cái nghề môi giới này kiếm tiền dễ lắm, rồi là ăn ngon mặc đẹp, ngồi điều hòa, đi ô tô, quần áo sạch sẽ, thì đây, đây là hôm nay là một cái hình ảnh thực tế của một gọi là nhân viên bán đất. À đây, phải gọi là công nhân bất động sản. Đây là một công nhân bất động sản vừa đi gặp khách về nhưng mà gặp quả trời mưa. Đấy, làm gì có ô tô như các bạn nghĩ đâu. Lấy đâu ra ô tô mà đi. Đi xe máy thôi. Đây, mũ đây này. Đấy, dùng quả mũ gọi là 15.000 hai cái.